Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì chiến thắng có mổ mấy vài con thỏ và tiện quay cái video clip này để cho anh em cộng đồng mạng ai chưa biết về cách làm lông thỏ thì tham khảo nhé. Thì thỏ để mà ngon ấy thì các bạn chọn con thỏ với trọng lượng từ 3 đến 5 kg như thỏ trưởng thành. Và các bạn muốn làm lông thỏ mượt mà ấy thì các bạn sẽ tham khảo cái video này. Mà các bạn có thấy cái video này có hữu ích cho cuộc sống của tất cả mọi người thì mọi người vui lòng cho mình một nút đăng ký để mình có thêm chút động lực để làm các clip tiếp theo nhé. Thì nói với các bạn thì mình sẽ bắt đầu vào công việc đây. Hiện tại thì con thỏ mình đã lấy hết tiết ra ngoài rồi. Đây, như con này thì mình mới làm xong, trắng như ngọc trinh. Thì các bạn nói các bạn này, để mà làm nông con thỏ này thì chắc mất khoảng 5 phút nhá. Thì bắt đầu mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Mình sẽ để cái máy quay tại đây. Nói với các bạn này là cái gì đấy ạ? Hiện tại thì nói chung là mình đã có một cái quán bia nhỏ nhỏ và hiện tại thì nó đã là cuối giờ làm việc rồi, vì vậy nên là đồ đạc nó hơi bị bừa bộn một chút, thì mong mọi người thông cảm nhé. Xin cộng đồng mạng đừng có nhận xét này kia kiểu chỗ sơ chế này kia, bởi vì là cuối buổi làm việc rồi nên không thể nào mà yêu cầu sạch sẽ được nữa. Và đây là chỗ sơ chế thì nó cũng tương đối là mình bắt đầu làm nhé. Các bạn cố gắng theo dõi video, nó cũng thể là hơi dài một chút, nhưng bởi vì nói với các bạn này, cái video của mình thì mình sẽ không bao giờ cắt ghép chỉnh sửa hay cũng không dùng những cái phần mềm tạo video úp gì cả, mà mình đang quay phản ánh thực tế cho các bạn luôn nhá. Chứ các bạn mình cứ cắt ghép xong nhanh chậm các thứ thì các bạn xem cũng không có thể hiểu được cách nào nó như nào cả nhá. Hôm nay mình sẽ mổ khoảng 20 con thỏ, vì vậy mình chuẩn bị tương đối nhiều nước. Đây là một nồi nước sôi bình thường nhé, đang bốc hơi đấy. Trước khi phân tích cho các bạn này, đây là tổng giám bát Sunai. Anh Sunai thấy em quảng cáo nên cho em tí gì nhá. Để làm lông thỏ ấy thì vì lông thỏ nó có một lớp dầu bao quanh bên ngoài, vì vậy nên mọi người phải cho một ít dầu rửa bát. Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Đấy, các bạn cho một ít dầu rửa bát vào cái thau này thì nó sẽ làm xít lông con thỏ lại, nó làm lông con thỏ nó không bị cái dầu, các bạn hiểu không? Thì các bạn làm lông dễ hơn. Và với tỷ lệ nước thì các bạn cứ pha nó là khoảng 3 sôi một lạnh. Bắt đầu nhé mọi người, nhúng 4 chân thỏ vào này. Quay nghe, vì thân chân thỏ bao giờ nó cũng cứng hơn cái phần lông bên trên. Các bạn đang nhìn thấy cái sủi bọt đấy, đây là dầu rửa bát Sunai. Ok, các bạn mà lấy được thỏ càng già, thỏ trưởng thành, thỏ bố ấy thì là càng ngon, còn nếu không thì nó cứ đạt trọng lượng khoảng 3 đến 5 cân là ok. Thank you.
Để khỏi móng tay các bạn chuẩn bị một cái nước thôi. Được chưa? Nhanh không ạ? Vào chưa? Các bạn nhớ cho một ít dầu rửa bát nhé. Các bạn chịu khó xem một chút, vì mình hiện tại mình đang làm chậm cho các bạn xem đấy. Nếu mình mà làm nhanh thì các bạn lại không theo dõi được. Chứ một số người làm video, mình thấy làm video vào đóng thỏ này, xong rồi cứ quay nhanh thì người khán giả người ta làm sao mà theo dõi được. Mọi người nhớ ấn cho mình một nút đăng ký nhé. Xin cho chiến thắng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn đã xem cái video này. Nói chung là nói với các bạn này, nông thỏ thì các bạn cũng chỉ cần làm khoảng 99% là được rồi. Còn đâu là lần nào các bạn tí cũng phải thui qua một lượt mà. Thui thì nó có tác dụng là nó bớt đi cái mùi hôi trên cơ thể con thỏ. Các bạn chỉ cần cứ nhớ là trên cái lông của thỏ nó có một lớp dầu, vì vậy nên các bạn pha nước bình thường sẽ không bật được đâu. Các bạn cho ít dầu rửa bát ra. Các bạn nhớ nhé, bất kỳ một con vật gì đa phần ấy là các bạn cứ làm nông mình cứ pha tỷ lệ là 70 độ. Có khi là mình sẽ ấy. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Kể cả chân thỏ cứng ở đâu mà vẫn có thể ra được đấy. Nhiều thợ vặt lông chuyên nghiệp khi nhiều khi còn không vặt được cái chân thỏ đâu. Còn chặt có đi rất là khí hoài. Mình nói với các bạn này, những cái video một số người úp lên ấy, mình có xem rồi, người ta tua nhanh quá trình làm thôi, chứ thực tế ra thì làm nông con thỏ thì nhanh thì cũng phải mất 5 phút, trừ các bạn dùng máy. Vừa nói với các bạn này, máy thì nhà mình có, nhưng mà khách yêu cầu bằng tay thì dùng máy đôi khi nó dập thịt.
các bạn có xem những cái clip mình làm lông chó ấy, nếu dùng máy con chó này chỉ không quá 10 giây, còn những con chó ấy, mình làm chỉ 30 giây là xong. Mình cái máy mình nhà máy thử mà. Những clip trước mình có một số clip các bạn lên YouTube đi tìm ấy, là cách vận lông chó siêu tốc ấy. Nói chung là nó cũng tương đối đấy. Có khi là mình sẽ kết thúc cái clip tại đây. Đây, cho anh em xem lại nữa. Nhặt thêm một tí nữa là sạch bao luôn. Rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp. Các chị em nội trợ xem cái clip này để làm cho các ông xã mình ăn nhé. Thỏ nói chung là rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Nó cũng tương đối đó. Mình sẽ kết thúc cái clip tại đây vì nội dung nó cũng chỉ có thế thôi. Thì các bạn cứ từ từ nhá. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip vừa rồi. Chúc mọi người một ngày làm việc sức khỏe. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh nha các bạn nha.